Giêsu Kitô theo Thánh Matthew từ câu 20 tới câu 24. Bấy giờ, Đức Kitô bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi, hỡi Bét-sai-đa. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, tấm lòng chai đá vô tâm trước tiếng gọi thiêng liêng, nghe mà không thấy vì ham mê trần thế, chỉ nghe được tiếng gọi trần tục. Tấm lòng chai đá vô ơn trước những ân huệ thiêng liêng, vì mải mê tìm lợi lộc vật chất. Tấm lòng chai đá vô cảm trước sứ điệp sám hối, vì không bao giờ chìm vào đáy sâu tâm hồn để viết vũng lầy xấu xa tội lỗi của mình, nên không ghê tởm mà tìm đường ăn năn trở về. Ca-phác-na-um và Cô-rô-sa-in là những thị trấn lớn, trung tâm thương mại sầm uất. Những tàn tích của hội đường còn lại cho thấy hai thị trấn này thật giàu có. Vào thế kỷ thứ nhất mà đã có những công trình kiến trúc sang trọng và tinh xảo. Có lẽ vì giàu có nên họ mải mê với tiền bạc. Tâm hồn họ không tìm thấy lối thoát trong vòng xoay vừa khắc nghiệt vừa mê đắm của tiền bạc. Chúa Giêsu đã lấy đó làm trung tâm rao giảng tin mừng. Chúa đã làm ở đó biết bao phép lạ, nhưng cư dân ở đó vẫn dửng dưng. Nên Chúa đã phải lên tiếng cảnh báo họ sẽ phải chịu cuộc xét xử nghiêm khắc hơn những nơi khác. Lạy Chúa, xin cất khỏi chúng con quả tim chai đá, ban cho chúng con quả tim bằng thịt, để biết nhạy cảm trước lời Chúa, trước các giá trị tin mừng, và để quảng đại thực hành lời Chúa.